Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Airboy Channel. Mình là Hùng Review đây. Đây là iPhone 15 và mình đã sử dụng con này cũng được khoảng tầm là 4-5 ngày rồi. Và trên video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái đánh giá của mình về chiếc iPhone 15 này, để xem là với iPhone 15 thì nó đáng mua ở chỗ nào, nó không đáng mua ở chỗ nào và chúng ta có nên lựa chọn hay là không. Ok, trước khi bắt đầu video này thì nếu anh em nào quan tâm về sản phẩm iPhone 15 và muốn đặt sớm để có mức giá tốt nhất thì hãy tham khảo ngay tại cửa hàng Sephone thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Đợt này khi các bạn đặt sớm iPhone tại Sephone thì sẽ được hỗ trợ là trợ giá từ ngân hàng lên đến 1,5 triệu này. Ngoài ra lên đời thì anh em còn được hỗ trợ lên tới tận là 4 triệu. Và Sephone là một chuỗi cửa hàng đại lý ủy quyền của Apple với hơn cả 100 cửa hàng trên khắp cả nước. Nếu anh em nào quan tâm thì nhớ click xuống đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì đi vào với nội dung chính thôi. Ok, và với con iPhone 15 này thì mình cũng đã dùng nó được khoảng tầm là 4-5 ngày rồi. Và trong 4-5 ngày đó thì mình dùng song song giữa một bên là iPhone 15 Pro và iPhone 15. Và phải nói rằng là khi mà dùng con này so sánh với con Pro thì cái khoảng cách của nó khá là xa. Thế nên là nếu như anh em có điều kiện thì vẫn tốt nhất là lên hẳn iPhone 15 Pro luôn. Còn nếu con iPhone 15 này thì mình thấy chỉ phù hợp khi giá của nó ở cái mức là hợp lý. Còn nếu ở mức là cao hơn thì mình nghĩ rằng chúng ta mua iPhone 14 Pro nó sẽ là một cái lựa chọn không tệ. Tại vì cơ bản là giá niêm yết của con iPhone 15 này nó loanh quanh đâu đó khoảng tầm 25 củ. Mà tầm giá đó thì anh em đã có thể mua được iPhone 14 Pro đập hộp new seal rồi. Còn nếu mà hợp lý nhất để mua con này thì mình nghĩ rằng hãy đợi khi nào iPhone 15 nó xuống với mức giá khoảng tầm là 20-21 triệu hơn thì lúc đấy mua cái sản phẩm này. Đây mới là một cái lựa chọn rất xứng đáng, hoặc ít nhất là tới khi iPhone 14 Pro khai tử. Còn nói về những cái điểm ở trên iPhone 15 ấy, thì cái điểm mà mình thích nhất ấy, đó là iPhone 15 cho một cảm giác cầm nắm cực kỳ tốt. Và iPhone 15 ấy, thì nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm rất là khác trên một con iPhone cái phiên bản cơ bản. Đầu tiên nhé, iPhone 15 thì cũng giống như là iPhone 15 Pro và Pro Max thì các bạn sẽ được bo cong hơn ở phần cạnh viền. Thế nên là khi mà chúng ta cầm vào tay ấy, thì hoàn toàn không bị cấn nữa các bạn ạ. Và đặc biệt là ở phần mặt sau thì iPhone 15 thay vì là kính bóng như là trên 13, 14, 12, 11 vân vân thì con này mặt sau của nó đã được làm từ chất liệu là kính nhám rồi. Và thậm chí mình đánh giá là cái chất liệu kính nhám này nó còn xịn hơn so với dòng Pro các bạn ạ. Tại vì cơ bản là dòng Pro thì mình thấy cái độ nhám của nó vẫn còn hơi kém, nó làm bị mịn quá và nó không có độ sơ. Còn con này thì nó độ nhám của nó sẽ cao hơn nên là khi chúng ta sờ vào này, chạm vào này nó sướng hơn rất nhiều. Đấy còn chưa kể nhá, trọng lượng của em này chỉ là 170 gram thôi. Nên là so sánh cái trọng lượng của con này so với dòng Pro thì nó cũng nhẹ hơn cực kỳ là nhiều các bạn ạ. Còn nếu mà so với dòng iPhone mọi năm ấy thì mình thấy nó cũng không có nhẹ hơn bao nhiêu. Tại vì mình có test thì iPhone 13, 14 trọng lượng của nó khoảng tầm 178 gram và con này là 170 gram. Đấy, về cảm giác cầm nắm thì thực sự đây là một trong những cái điểm mình rất ấn tượng. Lâu lắm rồi thì mình có một cảm giác cầm nắm nó tốt đến như vậy trên một cái dòng điện thoại đến từ nhà Apple. Cái con điện thoại mà gần nhất mà cho mình cảm giác cầm nắm tốt đến như thế đó là con iPhone 11 và mình đã dùng nó khoảng tầm 1 năm 6 tháng. Còn tiếp theo là con điện thoại này. Một điều nữa mình rất là thích ở trên con iPhone 15 đó là chúng ta sẽ có sự nâng cấp về cái khoản là màn hình. Những cái thông tin leak ban đầu màn hình của iPhone 15 thì sẽ có màn hình tay thỏ kiểu thế. Nhưng khi ra mắt chính thức thì mình phải wow, không ngờ Apple năm nay lại chơi lớn đến như vậy. iPhone phiên bản cơ bản nhất mà các bạn cũng sẽ có ở đây là màn hình Dynamic Island rồi. Và chưa kể đây là một cái màn hình Dynamic Island có một cái chất lượng hiển thị rất tốt. Màn hình OLED XDR 6,1 inch, độ phân giải của nó sẽ là trên Full HD. Một điều thực sự đáng tiếc là hai mấy củ khoai anh em bỏ ra thì chúng ta vẫn chỉ có màn hình là 60Hz mà thôi. Nhưng mà cái này thì anh em đã quá quen ở trên những dòng điện thoại của nhà Apple rồi. Và mình nghe nói rằng là từ thế iPhone 16 trở đi thì cái phiên bản cơ bản nhất nó mới được nâng lên cái tần số quét là 90 hay là 120Hz chẳng hạn. Nên là khi mà mình dùng dòng Pro mà xuống con thường này thì đôi lúc cảm giác nó vẫn hơi chậm, đôi lúc cảm giác nó hơi lag một tí. Tại vì đang tần số quét màn hình gấp đôi mà các bạn xuống ở cái mức là 60 thì các bạn sẽ cảm nhận giống như mình thôi. Nhưng nếu như các bạn đang dùng iPhone 11 này, XR này, 8 Plus này, XS Max này hoặc 11 Pro Max này, nâng lên iPhone 15 ấy thì mình thấy rằng là nó chẳng có bất cứ một vấn đề gì cả. Tại vì tần số quét của nó vẫn vậy, nó vẫn đủ mượt và chúng ta vẫn có một trải nghiệm rất tốt. Ở trên iPhone 15 ấy thì một cái điểm nâng cấp nữa mà mình cũng khá là thích đó là nó sẽ có cổng sạc Type-C. Đây vừa là điểm cộng mà vừa là điểm trừ. Điểm cộng ấy là bây giờ mình có thể sử dụng được những cái cổng sạc Type-C có ở trên những cái điện thoại Android rồi. Mình có thể cắm kết nối với PC hoặc laptop rất dễ dàng và chúng ta cũng có thể mở rộng phụ kiện bên ngoài rất là nhanh chóng. Nhưng điểm trừ
là con này viết B2C của nó chỉ là 2.0, nên là tốc độ copy file thì chẳng khác gì cổng Lightning ở trên những thiết bị trước luôn. Đó, về tốc độ copy file của nó thì vẫn chậm. Mình copy file thì được khoảng tầm 40 MB/s khi mà cao copy từ điện thoại lên PC thôi. Và mình thấy rằng tốc độ copy file như vậy thì nó còn chậm hơn cả Wi-Fi nội bộ rất là nhiều. Còn về yếu tố phần mềm bên trong thì đương nhiên là năm nay cũng sẽ có những sự nâng cấp, nhưng mà những sự nâng cấp về phần mềm thì mình thấy nó không đáng kể lắm. Đó, có chăng là nó là những sự nâng cấp rất nhỏ, và những cái sự nâng cấp đấy thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm của người dùng bình thường như chúng ta, nên là mình cũng không cần phải chia sẻ thêm ở đây. Và đến với phần hiệu năng thì với con này nó sẽ được trang bị con chip là Apple A16, và con chip Apple A16 có trên iPhone 15 thì nó sẽ là con chip Apple A16 5 × GPU, tức là nó tương đồng với iPhone 14 Pro và Pro Max. Đó, nên là về hiệu năng của con này trong tầm giá hoặc trong phân khúc hoặc là trải nghiệm sử dụng lâu dài ấy, thì gần như là con này chúng ta không có gì để chê về cái khoản hiệu năng cả. Nó vẫn đủ nhanh, nó vẫn đủ mượt, nó vẫn đủ tốt, và đương nhiên con này nó sẽ tối hóa thậm chí là còn tốt hơn cả iPhone 15 Pro thời điểm hiện tại. Tại vì iPhone 15 Pro chạy con chip Apple A17 Pro, và với con chip đấy nó mới ra mắt nên những tựa game nó chưa kịp tối ưu, còn với con chip Apple A16 thì nó đã tối ưu hết rồi. Nhưng một điểm trừ là Apple A16 ở trên con iPhone 15 này thì nó sẽ bị bóp các bạn ạ. Cái bóp ở đây lớn nhất đó là nó không có tần số các màn hình cao, thế nên là đại đa số những tựa game anh em chơi thì đều chỉ chơi được mức là 60 FPS. Cảm giác là hơi bị thua thiệt một tí nhỉ. Tại vì điện thoại Android bây giờ kiểu 5-6 triệu, 5-7 triệu gì đó, hoặc chục triệu thì anh em chơi 90 FPS hoặc 120 FPS xóa rồi, hai mấy triệu mà cũng chỉ có 60 mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây cũng không phải là vấn đề lớn nhất của những người dùng iPhone, và vấn đề lớn nhất khi mà chúng ta dùng iPhone để chơi game là nó vẫn nóng. Ở trên iPhone 15 thì mình thấy rằng cũng đã có những sự nâng cấp, nhiệt độ của nó đã cải thiện hơn rồi, nhưng mà nó vẫn nóng như là những thế hệ iPhone trước. Nên là để khắc phục tình trạng này thì bạn bắt buộc các bạn cần phải mua thêm những con sò lạnh này, hoặc là sử dụng những biện pháp tản nhiệt để gắn vào đây, thì lúc đấy nó búp hiệu năng và chơi game sẽ chắc chắn sẽ ngon hơn. Còn về cái phần camera thì thực sự là camera ở trên iPhone 15 cũng là một cái sự nâng cấp rất lớn, khi mà camera của dòng thường bây giờ nó đã có độ phân giải tận lập 48 chấm rồi. Và quả thật là với độ phân giải 48 chấm thì ở trong một vài điều kiện thì mình thấy nó cũng sẽ có một chút nhỉnh hơn nhẹ so với lại những con iPhone như 13, 14. Nhưng nếu như chúng ta chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng đấy thì mình thấy rằng nó cũng chẳng khác gì cả. Thậm chí là bây giờ mình chụp hai tấm ảnh giữa một con iPhone 13 và một con iPhone 15, chưa chắc các bạn đã nhận ra được. Có chăng là khi mà chúng ta xử lý ở trong những điều kiện thiếu sáng này, điều kiện ánh sáng mà phức tạp này, thì may ra cái cảm biến 48 chấm của nó mới phát huy được tác dụng. Hoặc là các bạn cần chụp ảnh với cái độ phân giải cao và cần chụp ảnh với cái độ phân giải kiểu như là 48 chấm ấy, để zoom ra lấy chi tiết hoặc là để in ấy, thì may ra mới có thể thấy được cái sự khác biệt thôi. Chứ còn thực tế thì mình thấy rằng nó đã đủ ngon rồi. Và nếu anh em nào đang dùng 13, 14 thì anh em cũng không cần phải vân vân hoặc là lăn tăn update lên đâu. Tại vì cơ bản khả năng chống rung của nó thì mình thấy nó cũng gần như tương tự so với những hệ trước thôi. Nói chung á, là camera của iPhone thì nó gần như không nâng cấp gì về cái phần là tính năng, hoặc nó không nâng cấp gì về cái phần chúng ta khiến chúng ta cần phải wow lên, nhưng mà đáp ứng rất tốt cái nhu cầu sử dụng của tất cả các bạn, đặc biệt là về khả năng quay video. Anh em nào mà cần làm TikTok các thứ thì con này cân được hết. Đấy, chỉ có duy nhất một điều là con này thì chỉ có cam góc chính, cam góc siêu rộng và không có cam tele, nên là so với con Pro thì hơi kém. Rồi, còn về phần camera selfie thì em này camera selfie vẫn tương tự như mọi năm thôi. Các bạn sẽ có camera selfie là 12 chấm, khả năng chụp ảnh và quay video của nó ở camera selfie rất tốt nha. Thậm chí bây giờ mình vẫn sử dụng cái camera selfie của con điện thoại để live stream trên TikTok, là anh em biết là nó tốt đến như thế nào rồi. Một trong những cái điểm mà mình thích nhất ở trên iPhone 15 bây giờ đó chính là thời lượng pin. Nếu như anh em cần một con iPhone mà tối hóa pin cực kỳ tốt, có một thời gian sử dụng pin cực kỳ ngon, nhưng với một cái thân hình nó nhỏ, không phải dòng Pro Plus hoặc không phải dòng Pro Max, thì đây là con iPhone đang làm cực kỳ tốt ở điểm đấy. Có thể gọi là con iPhone thường có một cái thời lượng pin tốt nhất mà Apple đã từng tạo ra. Hồi xưa mình dùng con iPhone 11, mình rất hài lòng về phần pin của nó. Đấy, lên thì iPhone 12 bị cắt nhẹ một chút phần pin này. Lên iPhone 13 lại cải thiện một chút phần pin này. Lên iPhone 14 thì nó cũng cải thiện một chút là phần pin này. Nhưng mà với thế hệ iPhone 15 này, thế phần pin của nó sẽ được cải thiện nhiều nhất, khi mà cái con iPhone thường bây giờ chúng ta sẽ có viên pin là 3349 mAh, và kết hợp cùng với màn hình là 60Hz nữa thì gần như nó không có tốn quá nhiều pin của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng những tác vụ cơ bản, thậm chí tác vụ nặng trong suốt một ngày dài. Và nếu như các bạn đi làm thì các bạn chỉ cần sạc một lần thôi, các bạn không cần phải mang theo sạc dự phòng hay bất kỳ một thiết bị nào cả. Còn nếu các bạn chơi game ấy, thì mình tin rằng con này vẫn có thể cân được 6 tiếng hơn thoải mái. Và về tốc độ sạc thì với em iPhone 15 này thì các bạn sẽ có tốc độ sạc khoảng tầm 25-26W, thì mình đã có test thử rồi,
Thì mình thấy rằng với tốc độ sạc như thế thì nói chung là cũng ổn, không nâng cấp gì nhiều so với mọi năm, nhưng mà Apple thì về cái phần sạc thì mình thấy làm chưa tốt lắm. Rồi, nói chung ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về iPhone 15. Nhìn chung ấy thì iPhone 15 nó chỉ có 3-4 điểm nâng cấp gì đấy, nhưng mà những cái điểm nâng cấp của nó thì hoàn toàn đáng giá nha. Thứ nhất là nhìn vào mặt trước thì anh em thấy rằng là đây là một con iPhone có màn hình Dynamic Island. Ít nhất là nhìn nó sẽ khác biệt so với những màn hình tay thỏ. Thứ hai là các bạn sẽ có một cảm giác cầm nắm nó nhẹ nhàng hơn, nó ôm tay hơn và trải nghiệm rất là sướng. Thứ ba là chúng ta sẽ có những sự nâng cấp về cái phần là pin. Đây là con iPhone thường mà có thể gọi là có thời lượng pin tốt nhất mà các bạn có thể tìm thấy được. Thứ tư là chúng ta sẽ có những sự nâng cấp nhỏ nhỏ về cổng sạc Type-C. Đấy, nhưng mà mình thấy rằng cái phần này thì nó cũng không phải gì có gọi là quá to tát. Đó, còn về hiệu năng các thứ thì năm nào chẳng nâng cấp nên là mình cũng sẽ không cần chia sẻ thêm. Nói chung á, con này chỉ đáng mua và nên mua khi giá của nó hợp lý. Còn nếu như giá của nó thời điểm đầu mà bán khoảng tầm 23 đến 25 triệu thì các bạn nên cân nhắc. Còn nếu bán ở mức khoảng tầm 21 triệu thì con này chốt được nha. Các bạn nghĩ sao về iPhone 15? Đừng quên comment để lại cái nhận xét. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em.